50 years of driving performance. Và những người mẫu xinh đẹp đã mang tới cho chúng ta màn trình diễn mở màn cho bộ sưu tập của Mercedes-Benz tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 ngày hôm nay. Xin quý vị hãy dành cho họ một tràng pháo tay. Và thưa quý vị, để đáp lại tình cảm, sự ủng hộ của tất cả quý vị khách hàng, quý vị khách quý đến với triển lãm ô tô quốc tế năm nay dành cho thương hiệu Mercedes-Benz, chúng tôi đã mang tới đây tổng cộng là 20 chiếc xe, bao gồm tất cả các mẫu xe nằm trong 4 phân khúc xe chiến lược của thương hiệu Mercedes-Benz tại Việt Nam, đó là Luxury Sedan, đó là SUV, là Compact Car và phân khúc Dream Car. Chúng ta hãy cùng điểm qua rất là nhanh những phân khúc này và sau đó xin mời quý vị hãy cùng bước vào trong khu trưng bày của chúng tôi để cùng trải nghiệm. Thưa quý vị, đầu tiên hãy cùng nói về khu AMG. Trong thời gian vừa qua thì thương hiệu
Mercedes AMG đã rất vinh dự khi lần thứ tư giành chức vô địch thế giới tại giải đua công thức 1 với thương hiệu đội đua là Mercedes AMG Petronas. Và kể từ đó, chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất nhiều điểm tương đồng về mặt công nghệ giữa công thức 1 và dòng Mercedes AMG. Vào tháng 8 năm 2017 thì Mercedes đã cho ra mắt hai phiên bản nâng cấp của GLA là GLA 200 và GLA 250 Formatic. Và tại Việt Nam International Motor Show năm nay, chúng tôi muốn giới thiệu chiếc siêu xe đường phố màu đỏ mà quý vị đã nhìn thấy trên sân khấu. Nó có tên gọi là Mercedes AMG GLA 45 Formatic. Tại sao nó được gọi là siêu xe đường phố? Bởi nó sở hữu động cơ 4 xi lanh được coi là có năng suất, hiệu suất cao nhất hiện nay với công suất là 381 mã lực. Và với mức hình dáng của SUV nhưng khối lượng chỉ là hơn 1,5 tấn thì chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 lên đến 100 km/h chỉ mất 4,4 giây. Quý vị hãy dành thời gian cùng với tiểu tác này và tất cả những chiếc xe trong dòng AMG của Mercedes. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói về những chiếc xe rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, đó là C-Class của Mercedes-Benz. Chiếc xe 200 và xe 250 là những chiếc xe duy nhất trong phân khúc có được trang bị động cơ 9G-tronic rất tiện dụng, rất hiệu quả, đem lại công suất cao và đồng thời mức giá của nó, những ai yêu mến thương hiệu Mercedes-Benz đều biết rằng rất hợp lý với những gì mà quý vị có thể lựa chọn cho mình. Bên cạnh khu C-Class sẽ là khu E-Class, luôn luôn được đánh giá cao bởi thiết kế tinh tế và những trang bị cho chiếc xe của các bạn, từ những công nghệ giúp bạn có thể dễ dàng làm chủ tay lái cho đến những công nghệ hỗ trợ an toàn. Ví dụ có thể kể tên chúng ta sẽ cùng được nói tới, đó là camera lùi hay hệ thống camera 360 độ, hệ thống attention assist, hệ thống ESP curve dynamic assist hay hệ thống crosswind assist. Và đồng thời nó còn được trang bị 9 túi khí an toàn. Và thưa quý vị, hãy dành thời gian cùng với những chiếc xe trong dòng E-Class. Còn bên cạnh E-Class sẽ là S-Class, những chiếc xe siêu sang. Và dĩ nhiên giá trị của nó mang lại cho quý vị không phải chỉ đơn giản ở mặt công nghệ, không phải chỉ ở thiết kế, mà còn là thương hiệu siêu sang của nó, đúng không ạ? Và bên cạnh khu S-Class, ở đằng sau chúng ta sẽ có những chiếc SUV, những chiếc xe thể thao địa hình đã chứng lên được trong thị trường Việt Nam trong những năm qua, mà những cái tên đó kể tên ra thì đều là những chiếc xe mang thương hiệu của ngôi sao ba cánh của Mercedes-Benz. Vâng, đó là GLC, GLC 300 Coupe, GLE và GLS. Trước khi chúng tôi kết thúc phần giới thiệu rất ngắn gọn này thì xin được giới thiệu tới quý vị điểm nhấn trong bộ sưu tập Dream Car của Mercedes-Benz. Thưa quý vị, đó chính là một chiếc xe với hệ thống đèn LED phía trước, được trang bị 94 viên pha lê Swarovski và có một viên pha lê nữa nằm ở phía bên trong bộ bảng điều khiển của chiếc xe này. Và xin giới thiệu